chuyện Tàu Thủy Ký Hon. Tàu Thủy Ký Hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn, ông đẩy các xà lan trên sông. Tàu Thủy Ký Hon thích làm việc với ông. Hai ông cháu hợp sức đẩy xà lan rộng lớn chở đầy lúa trên dòng nước mênh mông. Á à, một chiếc xuồng đang ngáng đường kia. Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp bách, không tránh kịp nữa rồi. Tàu Thủy Ký Hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn. Phi, suýt chút nữa thì tiêu, ông nói. Cảm ơn nhé, anh bạn, chiếc xuồng nói với người bạn mới.